Chào mừng Nguyễn Chi và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học tiếng Quảng Đông. Mình tên Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Thì hôm nay mình tiếp tục cung cấp những từ và câu nói tiếng Quảng Đông một cách tự nhiên, tùy ý, trời di còn còn tốn quả. Từ vận hỷ, hỷ có nghĩa là vui. Ngược lại, giấu, giấu có nghĩa là buồn. Mình thí dụ, báo tin vui, không báo tin buồn. Thì thông thường là như thế ha các bạn. Thông thường báo tin vui, không báo tin buồn. Bù hỷ, bách, bù dấu. Thì bách là không. Bù hỷ là báo tin vui, bù dấu là báo tin buồn. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Bù hỷ, bách, bù dấu. Bù hỷ, bách, bù dấu. Báo tin vui, không báo tin buồn. Rồi bây giờ tờ vận chí cho. Chí cho. Cho là, cho là sai. Chí cho. Chí cho là biết sai. Biết sai có nghĩa là biết lỗi. Chí cho, biết lỗi. Mình thí dụ, tôi biết lỗi rồi, hay là tôi biết sai rồi, thì nói như thế này. Ngọ chí cho la. Ngọ chí cho la. Ngọ chí cho la. Tôi biết lỗi rồi. Tờ vận duyên làm. Duyên lờn có nghĩa là thứ lỗi hay là tha thứ. Mình thí dụ, tha lỗi tôi đi. Thì nói như thế này, duyên lờn, ngọ lá. Thì duyên lờn là tha lỗi, ngọ là tôi. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Duyên lờn, ngọ lá. Duyên lờn, ngọ lá, tha lỗi tôi đi. Tờ vận, lào. Lào có nghĩa là la rầy. Đơn giản là rầy. Tờ vận lụ say. Lụ say có nghĩa là xếp hay là ông xếp. Thiệt là ngộ á các bạn. Lụ là già phải không? Là say là nhỏ, vừa già vừa nhỏ. Nhưng mà người ta làm xếp phải các bạn. Người ta là xếp. Lụ say là xếp. Chúng ta muốn nói bị xếp rầy. Bị xếp rầy thì bị là bị. Lụ say là xếp hay là ông chủ đó. Lào là rầy. Cùng nhau đọc lại. Bì lũ say lào. Bì lũ say lào. Bì lũ say lào là bị xếp rầy. Hay là chúng ta muốn nói bị người ta rầy. Thì người ta là dành. Phải không nào? Dành là người ta. Bì dành lào. Bì dành lào có nghĩa là bị người ta rầy. Mình thí dụ, tôi bị xếp rầy. Tôi bị xếp rầy. Ngọ bì lũ say lào. Ngọ bì lũ say lào. Tôi bị xếp rầy. Rồi bây giờ là thí dụ khác. Bạn ấy bị người ta rầy. Thì bị người ta rầy là bì dành lào. Bì dành lào là bị người ta rầy. Ai bị người ta rầy? Khỏi bạn ấy. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Khỏi bì dành lào. Khỏi bị dành lào. Bạn ấy bị người ta rầy. Rồi, chúng ta muốn hỏi an ủi một ai đó. Có sao không? Dạo mụ xì. Dạo mụ xì. Thì dạo mụ là câu hỏi. Có không? Dạo mụ xì. Có sao không? Có việc gì không? Dạo mụ xì. Có sao không? Rồi, thí dụ. Chúng ta muốn nói không sao. Chúng ta muốn nói không sao thì sẽ là mũ xì. Mũ xì. Khỏi cho ai đó lo lắng. Không sao. Mũ xì. Mũ xì. Tờ vận trùng diêu. Trùng diêu có nghĩa là quan trọng. Trùng căng cá trùng diêu. Trùng căng cá trùng diêu có nghĩa là còn quan trọng hơn. Trùng căng cá trùng diêu. Mình thí dụ. Công việc quan trọng, vợ con anh còn quan trọng hơn. Công việc quan trọng, vợ con anh còn quan trọng hơn. Nói như thế này, cúng cho trùng diêu, lị ke lụ phò chảy lưỡi, trùng căng cá trùng diêu. Cúng cho trùng diêu, lị ke lụ phò chảy lưỡi, trùng căng cá trùng diêu. Thì cúng cho là công việc, trùng diêu là quan trọng. Cúng cho trùng diêu, công việc quan trọng.
Lǐ ge lǔ pò, lǐ ge lǔ pò là vợ của anh. Lǐ ge zǎi lưỡi là con của anh. Lǐ ge lǔ pò zǎi lưỡi có nghĩa là vợ con của anh hay là vợ con anh. Trùng căng cá trùng diêu. Trùng căng cá trùng diêu có nghĩa là còn quan trọng hơn. Ý câu này nói là công việc quan trọng nhưng mà vợ con của anh còn quan trọng hơn. Nhắc nhở cho một ai đó biết là vợ con còn quan trọng hơn là công việc. Người ta để cái gia đình lên hàng đầu. Thì chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Cúng trọt trùng diêu, lị kè lụ phò chảy lưỡi, trùng căng cá trùng diêu. Hay là chúng ta muốn nói công việc quan trọng, vợ con tôi còn quan trọng hơn. Thì chữ anh ở đây có nghĩa là bạn phải không nè, là lị nè. Bây giờ chúng ta đổi là ngọ. Tự mình nói là công việc quan trọng, vợ con của mình còn quan trọng hơn. Cúng cho trùng diêu, ngọ ke lụ phò chảy lưỡi, trùng căng cá trùng diêu. Cúng cho trùng diêu, ngọ ke lụ phò chảy lưỡi, trùng căng cá trùng diêu. Thì cái người này muốn nói là công việc thật là quan trọng, nhưng mà so với công việc á, thì vợ con của chính anh ấy đó là quan trọng hơn. Rồi, từ vựng kích sĩ. Kích sĩ có nghĩa là tức chết hay là tức muốn chết. Kích sĩ. Kích sĩ ngọ. Kích sĩ ngọ có nghĩa là tức muốn chết hay là tức chết tôi đều được. Kích sĩ ngọ. Kích sĩ ngọ. Tức chết tôi, tức muốn chết. Hay là tức chết nó, tức chết bạn ấy. Thì kích sĩ là kích chết, khội là nó hay là bạn ấy, anh ấy, cô ấy. Kích sĩ khội có nghĩa là tức chết nó hay là tức chết bạn ấy. Tờ vận phanh cao có nghĩa là ngủ. Chúng ta muốn nói anh đi ngủ hay là tôi đi ngủ. Ngọ hơi phanh cao. Ngọ hơi phanh cao. Hơi là đi. Ngọ hơi phanh cao là tôi đi ngủ hay là anh đi ngủ hay là mình đi ngủ. Ngọ hơi phanh cao. Chúng ta muốn hỏi bạn không ngủ sao, em không ngủ sao. Lị mình phanh cao à. Lị mình phanh cao à. Thì phanh cao là ngủ, phanh cao là không ngủ. Cùng nhau hỏi lại. Lị mình phanh cao à. Lị mình phanh cao à. Em không ngủ sao, bạn không ngủ sao. Tiếp tục từ vựng phón ngon. Phón ngon có nghĩa là phương án. Phón ngon có nghĩa là phương án. Thí dụ em còn phương án phải làm hay là tôi còn phương án phải làm. Thì nói như thế này. Ngọ trùng dậu phón ngon mì trù. Ngọ trùng dậu phón ngon mì trù. Thì ngọ là tôi, trùng dậu là còn, còn có cái gì đó. Phón ngon, phón ngon là phương án. Trù là làm, dư trù là phải làm. Phón ngon dư trù. Phón ngon dư trù là phương án phải làm. Trùng dậu phón ngon dư trù. Trùng dậu phón ngon dư trù. Còn phương án phải làm. Ai còn phương án phải làm. Thí dụ như là tôi là tự xưng là em, là chị, là cô, là bác, ai đó ở ngôi thứ nhất số ít. Ngọ trùng dậu phón ngon dư trù. Ngọ trùng dậu phón ngon dư trù có nghĩa là em còn phương án phải làm hay là tôi còn phương án phải làm. Rồi bây giờ từ vựng dè phanh. Thì dè phanh, dè là tối, là khuya. Dè phanh là ngủ trễ hay là thức khuya. Dè phanh. Dè phanh là thức khuya hay là ngủ trễ. Chúng ta khuyên một ai đó đừng ngủ khuya quá. Đừng ngủ khuya quá hay là đừng ngủ trễ quá. Thì hủ thai dè phanh. Hủ thai dè phanh. Thì hủ là đừng. Dè phanh là
ngủ khuya, thức khuya, ngủ trễ, tha dè phân là ngủ khuya quá, hay là ngủ trễ quá, hay là thức khuya quá, tha dè phân. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ừm hủ tha dè phân, ừm hủ tha dè phân, có nghĩa là đừng ngủ khuya quá. Thì cái câu này chúng ta cần học thuộc nè. Ừm hủ tha dè phân, ừm hủ tha dè phân, đừng thức khuya quá, đừng ngủ trễ quá. Rồi tiếp tục. Thí dụ như là bây giờ 3 giờ rồi em còn chưa ngủ, hay là 3 giờ rồi chị còn chưa ngủ, hay là 3 giờ rồi con còn chưa ngủ, thì chúng ta nói như thế này. 3 giờ là 3 tiệm, 3 tiệm la, 3 giờ rồi. Lị là bạn, trùng mì, trùng mì có nghĩa là trùng là còn, mì là chưa, phân cao là ngủ. Trùng mì phân cao còn chưa ngủ, trùng mì phân cao còn chưa ngủ. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Xám tiệm la, lị trùng mì phân cao. Xám tiệm la, lị trùng mì phân cao. 3 giờ rồi em còn chưa ngủ, 3 giờ rồi con còn chưa ngủ. Dần dần tùy theo cái ý nghĩa mà chúng ta dịch. Rồi tiếp tục. Thí dụ như chúng ta muốn nói là sắp xong rồi, thì cái gì đó sắp xong rồi là chán tó chù yuyền. Thì chù yuyền là làm xong, chán tó là cái gì đó sắp, chán tó ha, chán tó, chán tó chù yuyền, sắp xong rồi, chán tó chù yuyền, sắp xong rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại những cái từ và câu cho quen. Hỷ, hỷ, vui, giấu, giấu, buồn. Bu hỷ, bách bu giấu, bu hỷ, bách bu giấu. Báo tin vui, không báo tin buồn. Chí cho, biết lỗi, chí cho, biết sai. Ngọ chí cho la, ngọ chí cho la, tôi biết lỗi rồi. Duyên lần, duyên lần, tha thứ. Duyên lần, ngọ lá, duyên lần, ngọ lá, tha lỗi tôi đi. Lào, lào, rầy. Lũ say, lũ say, xếp, ông xếp, ông chủ, lũ say. Bị lũ say lào, bị lũ say lào, bị xếp rầy. Bị giành lào, bị giành lào, bị người ta rầy. Ngọ bị lũ say lào, ngọ bị lũ say lào, tôi bị xếp rầy. Khỏi bị giành lào, khỏi bị giành lào, bạn ấy bị người ta rầy. Dạo mụ xì, dạo mụ xì, có sao không? Mụ xì, mụ xì, không sao. Trùng diêu, trùng diêu, quan trọng. Trùng căng cá, trùng diêu, trùng căng cá, trùng diêu, còn quan trọng hơn. Cúng cho trùng diêu, lị ke lũ phò chảy lưỡi, trùng căng cá trùng diêu. Cúng cho trùng diêu, lị ke lũ phò chảy lưỡi, trùng căng cá trùng diêu. Công việc quan trọng, vợ con anh còn quan trọng hơn. Cúng cho trùng diêu, ngọ ke lũ phò chảy lưỡi, trùng căng cá trùng diêu. Cúng cho trùng diêu, ngọ ke lũ phò chảy lưỡi, trùng căng cá trùng diêu. Công việc quan trọng, vợ con tôi còn quan trọng hơn. Kích sĩ, kích sĩ, tức muốn chết. Kích sĩ, tức chết. Kích sĩ ngọ, kích sĩ ngọ,
tức muốn chết. Kích sĩ ngọ, kích sĩ ngọ, tức chết tôi. Kích sĩ khội, kích sĩ khội, tức chết nó. Kích sĩ khội, tức chết bạn ấy. Phanh cao, phanh cao, ngủ. Ngọ hơi phanh cao, tôi đi ngủ. Ngọ hơi phanh cao, anh đi ngủ. Lị phanh cao à, lị phanh cao à, em không ngủ sao? Lị phanh cao à, bạn không ngủ sao? Phón ngon, phón ngon, phương án. Ngọ trùng dậu, phón ngon mì trầu. Ngọ trùng dậu, phón ngon mì trầu. Em còn phương án phải làm hay là tôi còn phương án phải làm? Dè phanh, dè phanh, thức khuya. Dè phanh, ngủ trễ. Hữu thay dè phanh, hữu thay dè phanh, đừng ngủ khuya quá. Xám tiệm là lị trùng mì phanh cao. Xám tiệm là lị trùng mì phanh cao. 3 giờ rồi, em còn chưa ngủ. Hay là 3 giờ rồi, bạn còn chưa ngủ. Time tó chù duyên, time tó chù duyên, sắp xong rồi. Thì các bạn nhớ như thế nào? Đơn giản, học thuộc lòng. Những từ và câu mà mình thích chỉ có học thuộc lòng thì các bạn mới có một cái phản ứng nhanh để mà giao tiếp. Trân trọng và hẹn gặp ở những kỳ chia sẻ tiếp theo. Chào tạm biệt, Choi Kim.